Kính bạch Thầy, cho con hỏi Tết Ông Công con đặt mâm cơm cúng ở trên ban gia tiên đúng hay là cúng ở bếp? Đúng ạ. Con thấy có gia đình họ cúng ở dưới bếp. Phật tử ở Tân Yên, Bắc Giang. Thì thưa đại chúng, là ngày lễ Ông Công, Ông Táo thì chúng ta nghĩ là Ông Táo là ông ở trong mấy cái ông đầu rau ở bếp ấy, ông chui trong đấy. Thế cho nên là cúng ông chắc là phải đặt lên ở trong bếp để cho ông ra ông ăn cho nó tiện. Thế thì như vậy có đúng không thưa Phật tử? Không đúng nhé. Nói là Ông Công, Ông Táo thế thôi. Ông thần ấy thì cũng không phải ông chui vào trong ba cái chân kiềng ấy đâu, nghe không? Thế bây giờ mình thì lại bếp điện, ông có chui vào trong bếp điện, điện giật chết không? Đó. Đấy. Chúng ta thấy là ông thần thì ông không phải chui vào đấy nha, mà cái ông thần bếp á, ông thần táo á, tên ông thế thôi nhưng mà ông đâu phải chui đấy, nghe không? Ông đi lại tự do thoải mái, nghe không? Đấy. Thế cho nên chúng ta cứ cúng ông ở trên ban thờ nhà mình bình thường. Ông là thần, ta cúng ở trên ban thờ bình thường, ông lên đấy ăn được, chứ không phải là ông chỉ được ăn ở dưới bếp hay là ăn xó mó liêu dưới bếp, không phải nha. Ông là thần cơ mà, đâu phải chuyện cho ông còn lên gặp Ngọc Hoàng cơ mà. Cho nên là ông oai lắm, cúng ông phải trang nghiêm ở trên ban thờ nói nha. Cũng giống như mấy ông mà gọi là thần tài đấy, thầy vẫn phê phán Phật tử chúng ta thờ thần tài đặt dưới đất ở góc cửa. Cúng cái gì? Khẩu thịt đĩa xôi để sát dưới đất, đi qua thì cứ váy quét qua quét lại, bụi bay hết vào mặt mũi các ông ấy. Thế mà bảo cúng ông ấy. Thầy nói thật đấy, ở đây mà chắc nhiều chú này cho làm thần tài không ai chịu đâu, đúng không? Mà hít bụi suốt ngày, không ai chịu làm thần tài, khổ lắm. Cho nên ông thần tài cũng không phải ông ngồi ở trong cái ban thờ thần tài đấy đâu. Cho nên chúng ta thờ như thế là cũng không đúng, nên bỏ cái hình thức thờ thần tài đấy đi. Thờ là phải để lên cao, chỗ cao, chỗ ta trang trọng, ta mới gọi là chỗ thờ. Đấy, đấy là cái việc cúng cơm ông Táo.